nên duyên tình cờ qua một lần lướt mạng xã hội, chị Lớp và anh Hải quyết định nắm tay nhau ra ngoài đời thực, và cho đến nay cặp đôi đã có gần một năm bên nhau đầy bình yên và hạnh phúc. Anh Thiện Hải cao 1m25 và chị Thạch Thị Lớp cao 1m20 nhận ra bản thân khác với bạn bè cùng trang lứa là, từ khi lên cấp 2, mặc dù chân tay và khối óc đều lành lặn nhưng chiều cao thì lại dậm chân một chỗ. Mặc dù buồn bã vì bị người khác trêu chọc, nhưng cả hai dùng tinh thần lạc quan để đối mặt với những ánh mắt tò mò, bàn tán của mọi người. Chị lớp có ngoại hình xinh xắn, lại dịu dàng dễ thương, từng có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng chị chưa rung động với bất kỳ ai. Mãi cho đến khi tình cờ gặp được chồng trên mạng, chị nhanh chóng bị thu hút bởi anh chàng có ngoại hình giống mình, thế nên cô mạnh dạn kết bạn và làm quen. Sau đó, anh Hải đã chủ động nhắn tin, trò chuyện với chị Lấp, cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng cảm, chân thành dành cho nhau. Sau ba tháng tìm hiểu, cả hai quyết định ra mắt người thân. Rồi một hôn lễ hoành tráng có sự chúc phúc của đông đảo hai bên gia đình, và bạn bè đã diễn ra vào tháng 8 trên 2021 về chung một nhà, vợ chồng sau lại càng yêu thương nhau hơn. Anh Hải rất hạnh phúc khi chia sẻ với VTV rằng, vợ anh là một người phụ nữ đảm đang, hiền lành. Còn nói về anh Hải, chị Lớp cho hay chồng mình là một người tâm lý, dù chỉ đi lấy chồng xa nhà nhưng lại không hề cảm thấy tuổi thân, vì được cả chồng và gia đình chồng hết mực yêu thương. Hiện tại, chị Lớp đang là dược sĩ còn anh Hải làm công việc của một EO Uber, cuộc sống giản dị thường ngày của cả hai như nấu ăn, đi câu cá, gặp mặt bạn bè, du lịch đó đây. Được anh ghi lại và đưa lên mạng xã hội và được rất nhiều người quan tâm dù rất yêu trẻ con nhưng chị lấp lại không thể làm mẹ vì cơ thể không cho phép đôi lúc cũng buồn nhưng anh chị vẫn động viên lẫn nhau rằng hãy cứ sống vui vẻ coi bản thân như người bình thường và tận hưởng những gì đang có ở hiện tại vì điều đó mới là đáng quý và trân trọng không chỉ riêng vợ chồng anh hải và chị lấp còn rất nhiều cặp đôi tí hon khác cũng có hoàn cảnh tương tự nhưng họ luôn được ngưỡng mộ vì có tinh thần lạc quan ý chí nghị lực vượt qua khó khăn ví như vợ chồng anh văn hùng quê nghệ an và chị diễm my quê ninh thuận trong khi anh là giáo viên tin học thì chị vợ là nhân viên chỉnh sửa ảnh cho một công ty. Cả hai từng gây suốt mạng xã hội, bởi chuyện tình hết sức dễ thương và cuộc hôn nhân viên mãn của mình. Ngoài ra, còn có cặp đôi Nguyễn Văn Mạnh và Quỳnh Thị Hương sống ở Phú Thọ, họ từ hai người xa lạ may mắn tìm được nhau, qua một group dành cho người người khiếm khuyết. Tuy từng mất niềm tin và tình yêu nhưng sau khi gặp chị Hương, anh Mạnh đã quyết tâm theo đuổi bằng được, và cuối cùng cả hai đã có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc, và quả ngọt chính là hai người con cao lớn hơn bố mẹ dù các cặp đôi trên đây có ngoại hình khác biệt so với những người bình thường tuy nhiên họ lại đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực và lạc quan chính điều đó đã mang lại niềm hạnh phúc cho bản thân họ và những người xung quanh